Em Hay. đâu có nói gì đâu, ý là em thì để em tính là hả, dù dù mà họ có mưa gió bão bùng Lát dữ ngập lụt quá vậy. Rồi. Thì em lát dữ. Lát dữ rồi. Thời ý là trời trời cũng đang mưa, trời bão lụt đổ. Cả làm gì mày? Đang Xong mày đi qua bên đây mày. Mày thôi mày thôi cái việc lý sự. Không có, ấy là em chưa nói hết mà. Em chưa nói hết ấy là mặc dù mà Sài Gòn mình như vậy á, nhưng mà cũng không thể nào mà ngăn cách tình yêu lớn lao của tụi em dành cho chị. Ghê quá, tăng luôn đó nha. Nên là họ mặc dù có chuyện gì đi nữa thì tụi em vẫn sẽ qua. Tại vì nếu mà Được. tụi em sợ mà tụi em không qua thì mất công chị gửi hình nước mắt lưng tròng vô rút rồi ao rút rồi lúc đó lúc đó không biết sao. Thế là vậy Lúc đó lại đó. phải bơm lặn lội mưa gió qua bên nhà chị nữa. Đúng Hay rồi chứ quá. hả, em với Mina là rồi tính vậy đó, mà Duy nó cứ kêu là thôi lựa lời nói với Luna đi, tại vì nó làm biếng đi. Mày Sao Duyên ơi, mày là con tương tác gì lên tiếng? Con Thư nó ở tận quận 7 mà nó còn chưa thái độ gì. Mà mày đừng lên tiếng, mày quận 4 mày ngồi im đó nha. Mày đừng nghĩ mày quận 4 là tao sợ nghe chưa con kia. Quận 7 con im, quận 7 chưa nói năng gì cả. Mà bây giờ quận 4 mày dám lên tiếng á. Mày mất cười Là chị con Honey chị chửi mặt em, chị tin nó, em nói nào nè, mọi người xin đi làm chứng nè. ơi, mày có ngon mà mỗi lần mày luôn là có ra gym mày. Mọi người, mọi người đi, mọi người nói gì làm chứng Bye bye mày. mà chị tin nó hả? Cái tô son nó oan uổng quá ha, oan uổng quá ha. Tự nhiên nó phóng tao vô mặt tao à. Chứ gì nữa chứ hả, mày nói hả gì, nói gì lát lát nghi vậy. Ơi, nãy giờ tôi có nói vậy không mọi người? Thôi đi làm Im cà đi. phê sữa, mọi người nói chuyện tiếp đi nha. Ủa Ủa hả? Ủa 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 nay nó học đâu ra Ủa cái món gì gì vậy? vậy? Khoan từ từ, khoan Nó học ở đâu? từ 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 Quận 7 học. Xin được cho kết nối lại quận 7 đi ạ. Ủa quận 7 học sao? là khát Làm nước sao quên sao? còn gì uống hết, mà thêm mọi người còn cho vô cái thế khó nữa, bắt tao hả bên Vin hay bên Hân, tao đi làm cái bây sữa tao uống luôn. Mày nói sự thật là được rồi. Là sao em chị kìa luôn nè. Từ từ đang cởi cái áo ra đã, trời nó nực quá, từ từ làm sao? sao mà nãy giờ mà cứ Sao lúc lòng vòng hoài vậy luôn á, sao không ngồi im chỗ đi trời. tôi lúc đầu không nói gì đó. Rồi chừng nào chị Đúng mới rồi. cấp Trưa này giờ ngồi make up nè, mà còn ngồi live stream này, người ta đang make up mà tao ngồi tao live stream đó. thì Thôi chị mới cấp đi. trời ơi, Không, không, lát nữa tao sân khấu á, là tụi mày mở máy ra xong rồi mày bọn mày áp filter vào là bọn mày coi tao diễn. Yeah. Là lát nữa đến đoạn mà chị diễn ấy, mấy đứa cầm điện thoại lên xong mở filter lên xong rồi áp vào mặt chị coi. Gì diễn ma hả? Đâu có đâu. Nói không, cái miếng, ở cái miếng nhà mày hiểu không? chán cái miếng quá. Miếng Luna nè. Mạng miếng rồi đó, mạng miếng rồi đó. Miếng nó dày như vậy mà không bắt được, chán thật luôn. Nhưng mà không hiểu không? Ý là tụi bà mày kêu tao này bây giờ bà để mặt mộc, hiểu không? À. Bây giờ bà để mặt mộc, bữa lên bà diễn, ngày thiếu nữa tụi mình coi thì mình add filter vô cho bà. Không có vậy cái đó, không mặt hiểu. Mộc. Không có nghe được cái đoạn mặt mộc, nghe cái đoạn filter cũng không hiểu. Chứ mày lo mày chạy trốn là lấy gì nghe. Đi đi bắt cái nồi nước sôi lên để pha pha Tao mày cà phê. Em cần tỉnh táo để tí nữa em có thể coi chị rõ hơn, chị hiểu không? mệt Em buồn bực quá rồi. quá mệt rồi.
tí nữa chị Luna diễn có quay trực tiếp không mẹ, để tí em có đi học em bơi vô coi hả? Không được em ơi, tại vì mọi người muốn coi mọi người phải bỏ tiền vô, mọi người mua vé này kia chứ la trực tiếp gì. Đúng rồi mọi người, như tụi mình cũng mua vé. Cũng đúng mình rồi. Mình nhường vé mua rồi. Đi. Đầu cho. Chị nói gì tao nghe không rõ nữa mày. Hả? Chị nói gì không nghe được. Chán. Chị đi make up đi chị. Giờ chị không đi make up nữa. Chị nhớ mấy đứa quá. Mày đứng không? Giờ còn dư vé không chị kìa? Bạn muốn mua kìa. Giờ không còn một cái vé nào để mua hết. Hết rồi em ơi. Mọi người muốn mua mọi người phải coi story của Luna. Lúc mà Luna đăng lên mọi người phải nhào cho mọi người mua liền. Lúc đó mới còn. Chứ giờ gần diễn rồi còn đâu nữa. Hả? Còn ngày mai còn vé nha mọi người. Ngày mai thì vẫn còn nha. Ngày mai còn nha mọi người mua đi. Ngày mai mọi người mua lên gặp chị Luna đi. Nó bụng quá. Ăn bụng. Đi. Ở sân khấu có gì ăn? Trên sân khấu có chị nè. Trên sân khấu có hả? Bán nước gì không chị? Không em ơi, ở dưới có nước thôi. Ý là một em mỗi đứa mua vé đó có một phần nước rồi. Cái gì? Nhưng mà tụi em ở có chị... được mang đồ ăn vô không chị? Được mang vô nhưng mà đừng có ồn nào. Được ồn là tao phi xuống dưới tao đập vào mặt đấy. Yeah. Ý đi mua con gà nướng. Con gà nướng ớt này anh ấy. Không đi. Gà nướng ớt hả? Vậy mua thêm mấy ổ bánh mì nữa. Gà nướng ớt gà ăn bánh mì. Cun hải sản trong suốt cà run. Ờ trời đúng rồi, ăn cái đó thì ơi ngon quá thèm ơi, đi ăn đi. Hết mua rồi, hết mua rồi. Đi ăn đi. Hết mua rồi thì thề, xin thề hết mua rồi. Đi đi ăn. Đi đi ăn liền đi, thề nó bụng quá thèm nó đó. Giờ đi ăn chỗ nào. Ăn đi còn 2 tiếng. Thành đi. Còn mua. Qua Bình Thạnh ăn đi rồi qua sân khấu luôn cho nó gần. Cái gì? Qua Bình Thạnh. Tao Bình Thạnh gần. Tao chở mày cho. Mày xách chiếc xe mày qua đây đi. Lẹ lên tao nói bụng. Ông Bình Thạnh. Rồi đi nghe. Ủa là bọn mình đang live stream hay là đang gọi group vậy? Quá lắm rồi. Ôi, mở mưa đi. Gọi. Ok. Nghe Bình Thạnh nha bà con. Địa chỉ nha, nổi vô group đi, nổi vô group đi. Còn hai tiếng nha, đẩy lên. Tới trễ tao đánh chết mày đó. Trời. Mọi người thấy bộ mặt thật của Luna chưa? Rồi nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.